Hello các bác, chào mừng các bác trở lại kênh chai LPT Nhật Đức. Thì hôm nay thì mình lại review nhanh cho các bác một sản phẩm, đó chính là cao su chân máy của Hyundai. Hyundai từ HD65 này, HD72, HD88, HD99, HD500, HD450 cũng như là Hyundai HD650, HD500 cũng như HD700, HD800 luôn. Đây chính là cao su chân máy các bác nhé, hàng Hyundai Mobis xịn. Đấy, cái này thì mình nói với các bác là nó có rất nhiều loại hàng, từ hàng tàu hàng xịn, cái hàng Trung Quốc có hết rồi các bác ạ. Hàn Quốc cũng có, nhưng mà hàng không chính hãng cũng có rất nhiều luôn. Nhưng đây là hàng xịn chính hãng các bác nhé. Đấy, trong bao bì nó sẽ đóng trong một hộp này, một cái hộp này, mỗi một hộp thì nó sẽ bao gồm một cái chân máy. Và các bác lưu ý cái này là có hai mã khác nhau, đấy, lái và phụ, nên các bác khi mua hỏng một quả thì khuyên các bác nên thay một đôi để cho nó cân, chứ thay một quả vào lại rằng cái quả yếu kia thì yếu gì kiểu gì cho sao dùng đất. Đấy các bác nhìn này, đây nhá, các bác nhìn cuối dòng này, nó chữ R là phụ, đấy. Ở đây chữ L là lái các bác này, L là lái, đấy, các bác thấy không, hàng xịn Mobis nhá, tem quyền lực các bác này. Đấy, hàng này có nhiều hàng các bác ạ, hàng trôi nổi ngoài nhiều lắm. Bên đây hàng xịn chính hãng. Đây, đóng trong một cái hộp thì nó sẽ có bao gồm như thế này, và đóng trong cái túi lông rất là đẹp. Đây nhá, túi lông này, chưa bóc này, rồi em sẽ xé nó thử cái cho bác xem nhá. Đấy, giờ em sẽ bóc thử quả cho bác xem này. Bóc thử quả cho bác xem luôn nhé. Vì hàng xịn thì nó vẫn là hàng xịn, dù có bóc ra ngoài thì nó vẫn là xịn các bác ạ. Nên các bác yên tâm, bác nào mà mua phải cái quả bông lông rồi nhà em thì cứ yên tâm là vẫn là xịn, chứ không bao giờ là em đã làm cái trò mèo các bác. Đấy, em làm trò mèo các bác ỉa mặt luôn. Đây, xịn Mobis các bác này. Đấy, hàng căng đét luôn nhá. Đấy, xịn Mobis các bác này. Đấy, xịn Mobis. Đây các bác nhìn này, đấy, nó vẫn bọc bằng cái cao su quá, nó vẫn bằng cao su này. Đây nha các bác nhá, đây ốc đây, đấy, đây chân máy này, nó có lái có phụ các bác nhá. Các bác nhớ là để ý cho em khi mua, nhớ có lái có phụ chứ đừng mua ngược bù vế, không là các bác lại mất công đi đổi đấy. Đấy, hàng xịn Mobis này, nó đánh dấu đàng hoàng R này, đấy, RN này. Đây là cao su chân máy xịn Mobis, nằm cho tất cả các dòng Hyundai HD tại thị trường Việt Nam hiện tại. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại 0978823083. Đặc biệt là các bác vào đúng cửa hàng. Đấy, vì ở đây nó có rất nhiều các cửa hàng, nó cứ lá nhau thôi, thế nên thành ra các bác phải vào đúng cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng này. Đấy, các bác thấy không, cửa hàng đây nhá, đề rõ ràng là Nhật Đức này. Đấy, biển vàng này. Đấy, các bác vào đúng mũi tên, vì ở đây rất nhiều cửa hàng nó cứ cạnh nhau, thế các bác vào đúng cửa hàng. Các bác vào nhầm cửa hàng thì các bác đã mua sai địa điểm và không mua được hàng chính hãng như em đang bán đâu. Thì lên thành ra các bác phải vào đúng cửa hàng. Đấy, một điều các bác lưu ý nhá, đặc biệt cửa hàng em dùng duy nhất một loại cái áp cáp này. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều đến với video này, hẹn gặp lại các bác ở sản phẩm tiếp theo. Mai các em sẽ úp những loạt một loạt những hàng mới cho các bác xem luôn. Bác nào mà có cần nhu cầu em review về sản phẩm gì thì hãy comment ở dưới bài viết để em có thể đưa sản phẩm đến lên sóng để phân tích một cách chi tiết nhất với kinh nghiệm 15 của em trong phụ tùng ô tô. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều nhá, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ nhá, nếu mà các bác cần em review sản phẩm nào thì các bác cứ comment ở dưới bài viết, em sẽ review sản phẩm đấy trong chuỗi hàng nghìn sản phẩm của em. Cảm ơn các bác rất nhiều.